ký lận chị ơi. Tôm này bán nhiêu ký vậy? Tôm này bán 160 ký thôi. À, 160.000 ký rồi các bạn. Tôm lớn siêu ơi. Tôm thẻ không? Tôm thẻ trong trắng luôn. To ghê. À, đây là cá nàng hai hả chị hả? Mình nạo rồi bao nhiêu ký vậy chị? 130 ký. 230 một ký cá nàng hai hả chị? Nó nhìn nó giống như cá lát lát không chị? Hay là sao? Cái này nhỏ, cái này nó chấm nó bự. Đây là mấy người đẹp đang nạo cá nàng hai các bạn ơi, 230.000 ký đó các bạn. Bạch tuộc bao nhiêu ký vậy anh? 120.000 ký bạch tuộc các bạn ơi. Bá lửa không có 80.000 ký tôm càng bự ghê các bạn ơi. Giờ này là sổ luôn rồi các bạn ơi, bên trong lòng chợ các bạn. Quay qua lóc. To ghê á. Cười có duyên ghê không? Tôm sú to ghê. Ừ, hay quá. Chầm tư. Chầm tư 20 phân mấy con mà hỏi chứ bớt hoài chứ mới được. Chầm tư ký tôm sú các bạn ơi. Phải tiếng lấy tiếng thì bán vui. Chầm mai đó không? Không. Tôm sú to quá các bạn ơi, chầm tư ký rẻ quá trời luôn à. Đây là quang cảnh chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi, lúc 5 giờ sáng. Biểu Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi, chợ đầu mối Bình Điền. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Biểu Hòa nha. Quang cảnh khu hải sản tươi, chợ đầu mối Bình Điền, lúc 5 giờ sáng, Biểu Hòa tham quan. Con này rất nhiều cá các bạn ơi. Nhìn cá thấy mê luôn các bạn ơi. Cá con nào nó to quá trời luôn. Đây là mực. Bạch tuộc thì nhiêu ký vậy anh? 120.000 ký bạch tuộc các bạn ơi. Đủ thứ loại cá, đúng là chợ cá các bạn ơi, quá trời cá luôn. Tôm.
Tôm này bán nhiêu ký vậy? Tôm này bán 160 ký rồi. À, 160 ngàn ký rồi các bạn. Tôm lớn siêu ơi. Tôm thẻ con. Tôm thẻ chân trắng luôn. To ghê. Cái này coi hả? Cái này vừa chỗ cái vừa năm quanh. Ai lên giá sỉ? Rồi, cảm ơn cháu nha. Đủ thứ loại cá các bạn ơi. Đi dạo một vòng. Trong chợ đầu mối Bình Điền khu hải sản tươi. Cá rô sống nhiều lắm các bạn ơi, rất nhiều cá rô. Quang cảnh bên trong chợ đầu mối Bình Điền 5 giờ sáng rồi. Người dân ra đến chợ rất nhộn nhịp. Khu này là khu cá. Quang cảnh bên trong chợ đầu mối Bình Điền, khu nhà lồng ép, khu hải sản tươi, đủ thứ loại hải sản các bạn ơi. Rất đông tiểu thương này lấy về bán. Thấy chợ nào cũng đầy nha. Cái này cá giò hả? Giò lé. Cá này là cá chép hả? Nhiều ký. Bán được bán nhiều ký. Bốn mấy ngàn ký rồi nha. Cá chép to ghê ha. Kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tôm càng bự ghê các bạn ơi. Giờ này là sổ luôn rồi các bạn ơi, bên trong lòng chợ các bạn. Quay quà lắm. To ghê nhé. Có duyên ghê không? Đủ thứ loại tôm, loại giá luôn, nhiều giá lắm các bạn ơi. To nhỏ gì có nhiều hết. Bực đấy các bạn.
chợ đầu mối Bình Điền. Khu hải sản tươi. Rất nhiều hải sản. Mực gì cái mê luôn các bạn ơi. Cá rô sống luôn. Trong chợ đầu mối Bình Điền để mà tham quan và trải nghiệm. Tôm, cá, cua, mực đủ thứ loại các bạn ơi. Đúng là chợ đầu mối. Dân đi mua hải sản tươi lúc 5 giờ sáng. Đa số những tiểu thương nên lấy về bán những chợ nhỏ nhiều lắm các bạn ơi. Vì chợ đầu mối Bình Điền là nơi cung cấp sỉ cho tiểu thương rất nhiều. Cá rô trên trong chợ cũng rất nhiều các bạn ơi, cá rô sống. Quá đông người. Chứ bớt hoài chứ mới được 140 ký tầm xuống các bạn ơi. 7 tiếng lãng tiếng thì bán vui. 130 đó không? Không. Tầm xuống to quá các bạn ơi, 140 ký rẻ quá trời luôn nè. Quang cảnh bên trong chợ đầu mối Bình Điền, phía ngoài đang đi dạo một vòng bên trong lòng chợ, đủ thứ hải sản, tôm, cua, cá, mực. Bạn ơi. Một bữa nào nó to.
sắc thì mở bán ta, trà mở lên bán. Đứng ngoài anh đang dạo một vòng quanh đồng chợ. Trời ở dưới sông mà bộ nó ăn ha, mà biết sao mà bự, biết sao nhỏ. Cái này nhiều ký vậy? 60 ngàn. 60 ngàn ký. Cá tươi sống nè. Quang cảnh bên trong chợ đầu mối Bình Điền, Biên Hòa đang đi dạo. Có rất nhiều loại cá Biên Hòa không biết được các bạn ơi. Bên trong chợ đầu mối Bình Điền nhộn nhịp người đi mua hải sản, nhất là những tiểu thương ở chợ nhỏ lên lấy về bán rất nhiều các bạn ơi. Chợ đầu mối thiên đường cá và hải sản. Đây là cá nàng hai hả chị hả? Mình nhạo rồi bao nhiêu ký vậy chị? 130 ký, 230 một ký cá nàng hai hả chị?
nó nhìn nó giống như cá thác lát không chị, hay là sao? Cái này nó chấm nó bự. Đây là mấy người đẹp ăn nạo cá nàng hai các bạn ơi, 230.000 ký đó các bạn. Cá nàng hai nạo ra là 230.000 ký đó các bạn ơi, ở trong chợ đầu mối Bình Điền đó các bạn. Tham quan bên trong chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi đủ thứ loại cá các bạn ơi. Tôm càng to ghê các bạn ơi. Nhộn nhịp bên trong chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi. Chợ đầu mối Bình Điền là nơi cung cấp sỉ và lẻ cho các tiểu thương ở những chợ nhỏ trong thành phố để lấy về bán các bạn. Rất nhiều hải sản đủ loại các bạn ơi. Đi một vòng trong chợ là ngộp luôn các bạn, đủ thứ loại hải sản. Thiên đường hải sản ở chợ đầu mối Bình Điền, đủ loại hải sản các bạn ơi.
thấy mê luôn các bạn. Quá trời bạch tuộc luôn, rất nhiều. Đi một vòng bên trong lòng chợ đầu mối Bình Điền, khu lò nhà lòng ép. Người dân đi mua hải sản về bán ở những chợ nhỏ các bạn ơi. Trong chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi, khu nhà lồng ép.